Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lạc ra đây. Đến với lại video ngày hôm nay chúng ta thì chúc các bạn có một buổi tối các bạn nhé. Hôm nay thì mình đang đi cùng với lại ba bạn Gia Long, Tấn Sang và Su. Cái các bạn ơi, nãy giờ thấy nói quá trời nói rồi. Hy vọng là trận này sẽ ổn các bạn. Tại vì là thường thường khi mà có một bạn nữ trong team ấy, mấy ông nam trong team mình sẽ có một nhé. Nguồn sức mạnh như gọi là bí ẩn nào đấy giúp các bạn ấy bắn hay hơn. Nhưng mà một bạn thì mấy bạn kia thì còn có sức mạnh nha. Chứ mà ba bạn nữ mà một bạn nam thì cái team này có vẻ là hơi khó cứu đấy các bạn. Tại vì là các bạn biết sao không? Khi mà có một bạn nữ ấy là mấy bạn nam trong team thì sẽ kiểu như là thích thể hiện bản thân ấy. Đấy, nên là thường bắn nó sẽ hay hơn. Trai mà. Còn nếu như mà team mà nhiều nữ quá thì nó lại bị mất tập trung các bạn. Mấy ông ấy chỉ có phẩn phẩn đi nói chuyện chém gió thôi chứ mấy ông ấy không có tập trung bắn. Nên là mình mới bảo là có càng nhiều nữ thì team sẽ càng khó cứu đấy. Nhưng mà có một bạn nữ thì team sẽ bắn cực kỳ hay luôn. Cái này không biết là các bạn có gặp cái tình trạng này bao giờ hay không nha. Nhưng mà riêng mình hay đi chơi với những bạn trong công đoàn của mình như các bạn thì y chang luôn, không khác gì của các bạn đâu. Kiểu gì kiểu vậy, có một bạn nữ rồi vào là bắt đầu team cháy lắm. Nhưng mà có hai bạn hay là ba bạn vào cái là thôi, team hết cứu luôn các bạn ơi. Trên nhà này có người này các bạn. Ban nãy vừa thấy thấp thoáng xong. Đây. Góc nào ta? Đây rồi. Ôi. Cảm ơn. Trời ơi. Ghê vậy. Ảo ma đi. Đang mãi mê ném lựu đạn luôn đó các bạn. Má, wow, chúng lắm điện mà một viên bay đầu luôn. Sợ thực sự quá. Giờ mình quay lại cái chỗ mà mình vừa ngủ nữa coi. Qua đây anh em ơi, qua đây. Qua đây kiếm kill nè. Kìa, hai người, ba người. Ok. Lụm thanh niên trên mái nhà này được. Có bạn hỗ trợ mình không? Thì đang đây. Rồi, cùng một. Chúng ta bay xong ta bị rớt á. Bay qua đây em nữa ơi, hay quá. Rồi, cùng. Hết rồi. Mẹ. Cứu tôi. Ôi giời. Gì? À, bắn súng ngắm điện mà ghê thật chứ. Nó bắn tệ hả? What the fuck, súng ngắm điện kìa. Hát rồi. Chùm one shot là đây chứ đâu các bạn. Còn ai mà có khả năng one shot mà súng ngắm điện như thế đúng không? Mấy súng ngắm điện mà thực sự tôi tưởng nó bắn tệ là yêu tinh mẹ nó mẹ rồi. Ê, trên nhà có người. Trên nhà có người các bạn ơi. Lụm các bạn. Trời ơi. Lụm liền. Còn một. Đâu rồi? À đây. Rồi, go. Đây để mình chiếu bình tĩnh. Cảm ơn nhé. Thanh niên chủ văn khóc các bạn. Bắn súng ngắm điện mà ngắm được cái gì vậy? Sợ thật. Này chắc không phải PC đâu các bạn ơi, tại vì PC làm sao mà ghép vào điện thoại được. Này không biết là phải là thần đồng hay không, có khi sắp tới thấy bạn ấy đi thi đấu với các bạn, bắn người như thế luôn mà đỡ thế nào được. Trong khu à. Con sao tao không? Xuống đi anh em ơi, xuống cái đồng đội tôi ơi. Rồi xa yếu kìa, nhiều lắm rồi đấy. Trước mặt kìa. Yếu nha, thằng ngoài đó yếu nha, hướng nhanh nào. Từ nha. Ê, mình bị kẹp rồi. Nó trên nóc hả? Đang đứng trên đây rồi nè. Trời ơi, thế một hộp kìa. Gục. Trên nóc. Đúng, gục. Ở đây. Gục. Rồi, gục. Chạy đâu được, thanh niên ấy đang ngoài bo mà. Kiểu gì kiểu cũng sẽ bị bó đốt thôi. Còn 16 người, anh em cứ bắn ở trong nhà đi, tôi cover ở ngoài cho. Gì chứ phải cover phía sau chứ, không cover thì làm sao mà đỡ được. Đây này, đấy. Rồi, gục. Nhưng mà không cover phía sau tí nữa bị mắc là hoại lắm các bạn à. Long ơi. Cái cảm giác mà nó bị mắc lúc nào nó cũng thốn chứ các bạn. Rồi, hay quá.
Hay quá anh em ơi, cố lên anh em ơi. Bên ngoài cứ để mình, anh em cứ lo bên trong đi. Trời ơi. À, nhà gái xong. Cái pha đấy mình hơi chủ quan, mình không thèm đặt keo ra nữa cơ. Hay thế chứ. Nghe tiếng trầm nhóc luôn. Không sao, không sao, không sao. Đây, mình lại xuống đây. May là đồng đội mình nay nó mới cứu. Thế em hời. Đây, mình qua mình giải quyết như thế cho. Đâu rồi? Bên này có keo này. À, đây rồi, có keo là có người. Sao anh trai? Ok, xong rồi. Bắn đúng được viên ạ. Sao đỏ người đúng không? Còn có 5 người à. Đây 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 đây. Đấy 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 đấy. Nhưng mà từ từ nha. Chúng ta từ từ nha. Hay quá. Có khi nào còn một team 4 người không? Đây rồi, thấy rồi này. Góc này này. Một viên vào đầu. Đấy rồi. Bùm. Yếu nè, yếu nè. Bùm. Trời ơi. Nấp làm sao được. Ok, bên đấy xong rồi. Vậy là còn có còn 2. Hay quá. À, bạn cùng bạn bắn cũng ghê đấy chứ. Tôi cần trang bị. Rồi logo ạ. Đây để mình nhận con kill cuối cùng. Đây rồi. Kìa. Yeah. Cây thật sự à. Không sao nhưng mà bao giờ được không ạ. Đây có người. Yeah. Điều thò cắn nhau luôn đắc lợi. Mình xin nhá. Cái này thì mình đang đi với lại Shadow, Lai và Tê Vĩ. Ba bạn hình như là chung một quân đoàn hay sao ấy. Thấy có cái chữ ID ở đầu. Đẹp, ngầu. Đấy, có địch chỗ này. Yếu rồi đó. Không có từ từ đã. Mình yếu rồi, thằng gì đấy cũng yếu lắm rồi. À, mà 1887 à. À, bắn đi bạn. Dính. Thanh niên ấy cầm 1887 qua ơi, nên là mình sẽ giữ vị trí mình bắn. Rồi. Rồi. Trời ơi. Đặc điều tới chết là nó thật luôn các bạn ơi. Bắn 1887 làm sao mà ăn lại được. Quá ai kêu rồi. Mấy bạn đồng đội của mình thì các bạn ấy đang đi lung tung không? Mình thì trận này mình đang đi lẻ xíu, mình bắn kiếm kill tí các bạn. Ok, bay đầu. Tôi chẳng vật này chắc nào. Là đồng đội của cái thanh niên mà mình vừa tiêu diệt đấy mà. Bỏ đi đâu? Bỏ đi à? À, không còn à? Ờ, nhào vô. Ok, bóng kèo đẹp đấy. Nào, ra đây. Ơ, thằng ấy chạy. Ê, 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 đồng, 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 đồng. Con các bạn ơi, mình đang bị hai người kẹt rồi. Thanh niên ư rồi nó ra hai thanh niên lận rồi. Sao bạn số 3 team mình gục. Ê mình bắn ghê người ta. Bắn mình G18 bay đầu nó mới sợ chứ. Rồi mình lại xuống đây. Có ai đây không? Bông keo nhiều thế. À đây rồi, thấy rồi. Này thì kéo tâm mày one shot này. Vẫn còn một nữa nha các bạn ơi. Tới rồi, tới rồi. Con mình lên đấy. Trời ơi. Lên cả. À
đấy. Tầm này là gạt được ai cứ gạt các bạn, tại vì bây giờ đồng đội của mình đang ở phương xa lắm. Mình như đang thích cái trận này, mình đang muốn đi lẻ lẻ ra một tí. Không qua ui, bắt con cầu về. Nào lên đây. Lên đây. Kỹ năng đăng. Bộ phim vào đầu. Ê. Trời ơi, trời. Lại dính bẫy nữa rồi. Lại dính bẫy nữa rồi các bạn. Trang rồi, Trang rồi. Không biết là có lụm được kim nào hay không đây. Ê. Thôi, gặp team 3 đây phải chịu thôi các bạn, chứ biết sao bây giờ. Đông như thế mà, đâu làm gì hơn được. Đen thôi. Hay quá. Cảm ơn đồng đội của tôi nhiều nhá. Được cái là trận này mình không đi chung với đồng đội, nhưng mà đồng đội mình vẫn hồi sinh tích cực các bạn. Hồi sức cấp cứu liên tục. Rồi, mình nhảy xuống đây. Đây rồi. Đây rồi. À, mình tin. Đâu đâu có tin chùa các bạn. Thơm đấy. Còn bên dưới cũng là đông lắm rồi kìa. Hôm nay sao mà tự dưng mình muốn vào chỗ nào cái là toàn gặp team 3-4 người không ta. Team 3-4 người khó bắn lắm các bạn. Rồi, go. Ây da. Trời ơi. Bay đầu nữa rồi. Cứ được. Hợp lý. Cảm ơn nhé. Mày thế. Đồng đội ở đây đúng thế nhở. Mình đang có nhiều xu lắm nhưng mà bây giờ làm sao để mà đi cứu được bạn kia. À, ừ, đồng đội cứu được rồi à? Làm lẽ thế. Từ nha, khu này đông nha. Đồng đội mình đang giao tranh kìa. Bên kia cũng có nữa kìa. Tôi cần trang bị. Thôi mà. Đừng căng thẳng quá, từ chờ ông đội mình xuống đây rồi anh em mình chơi. Ôi ôi, ông kia ông nhảy thẳng vào cái chỗ địch luôn. Thật chứ. Rồi, Lia rồi. Cảm ơn nhé. Quá trời rồi. Các bạn cứ bắn nhau thoải mái đi, chỗ này có máy cứu mà. Thu mình nhiều mà. Ông ấy tí mình cứu cho, không phải lo. Đây rồi. Cho con đây rồi. Cầu có người nha. Rồi đi đâu. Ok. Cứu tôi. Rồi. Được không được rồi tôi ơi. À. Hôm nay sao gặp toàn cao thủ one shot thế nhở. Cứu tôi. Hỏi là một cái là bay đầu. Hỏi là một cái là bay đầu. Này các bạn ấy bắn người thật chứ. Hay quá. Rồi còn một team 4 người chứ đúng không. Hay quá xa đâu ơi. Rồi. Như vậy là còn có 3 người thôi. Đi này. Ôi, bắn tận hụt rồi. Còn 3 à, thôi được. Này để ý mấy cái chỗ máy cứu là xong rồi. Ờ, à, bên chỗ bạn số 3 có người nha. Qua cover luôn này, để mình ơi. Gục quay à? Ờ, gục quay thì chơi được mà, có gì đâu mà phải sợ. Cứu kìa, cứu kìa. Ủa rồi, hỏi. Như vậy là chỉ còn có 2 người thôi. Cảm ơn nhé. Anh thanh niên đang căng thế. Em đang mua đồ tí thôi mà. Ôi, chết rồi. Ây à. Hôm nay đâu dám lắm cầu thủ thế nhở. Ê, cày thực sự à. Cứu được. Cảm ơn nhé. Trên chỗ cái bom kèo ấy. Bắn gớm lắm nha. Hay là do đầu của mình hôm nay nó gắn 500 đạn nó cứ bay vào ấy nhỉ. Thế lắm, từ đầu giờ dễ bị bắn khó ghê luôn á. Đây rồi. Đó. Làm nhanh thế. Cái gì là gì là đã lục xong hết rồi.
các bạn thì hai game đi nha. Này mình vẫn có nhiều quá, đầu nó cũng trầm cảm luôn các bạn. Rồi thì cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye.